tớ chuẩn bị gặp khách hàng đấy. Tớ xin lỗi nhá, cậu ướt hết rồi. Hay là để tớ đi gặp khách hàng thay cậu nhá. Chuyện này... Bây giờ cậu ướt hết thế này rồi, làm sao mà đi gặp khách hàng được? Và dù sao hợp đồng cũng có sẵn rồi, ai đi mà chẳng được đúng không? Thôi cứ thế đi, ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ đi cho nhá. Sao chị em đi gặp khách hàng mà tại sao bây giờ vẫn còn ngồi ở đây? Em đi không ai gặp chị, em đi ngồi em. Em chào chị ạ. Tại sao em lại bất cẩn như vậy? Có mỗi việc đi gặp khách hàng mà cũng không làm được à? Có chuyện gì thế hả chị? Khách hàng mà gọi điện thông báo thái độ làm việc không tốt, họ đòi dừng hợp tác với công ty mình rồi đấy. Việc này em... Nếu như em không có khả năng thì em phải báo cáo với cấp trên, để cấp trên giao phó người khác chứ. Tại sao em lại tự ý đi làm việc như thế? Em chỉ muốn chứng minh năng lực của mình thôi ạ. Em muốn thể hiện năng lực của bản thân, mà em có biết ảnh hưởng đến công ty không? Em làm chị quá thất vọng, tháng này em sẽ bị cắt thưởng và trừ lương. Bác nhắm không làm được việc thì bác nghỉ đi. Ngoài kia đang rất nhiều người chờ đợi cái công việc này đấy. Dạ, tôi làm được ạ, tôi làm được ạ. Thôi bác đi làm việc đi. Có chuyện gì đấy em? Sao em lại to tiếng với bác ấy? Rõ khổ, bác ấy già rồi, không làm được việc mà bây giờ em đuổi thì thương, Vương thì tội chị ạ. Chủ tịch, em thấy đồ ăn vẫn còn rất mới mà, sao chị lại vứt đi ạ? Em nhìn đi, bác ấy không làm việc được bởi vì rất đói. Con của bác ấy đang nằm viện, cần rất nhiều tiền để phẫu thuật. Trước khi em đưa ra quyết định gì thì hãy nhìn đến hoàn cảnh của người ta. Thì ra là thế, bác ấy đói nên mới không làm việc được. Em xem trích tiền từ công ty ra để hỗ trợ giúp bác ấy nhá. Vâng ạ. Cô ơi cô, tôi nhận được thông báo công ty có hỗ trợ dịch cho nhân viên. Đây là hỗ trợ cho nhân viên văn phòng làm việc chăm chỉ. Chức vụ lao công của bà có gì to tát mà lên đây đòi tiền hỗ trợ? Tôi không biết nên tôi mới hỏi ạ. Giờ hiểu rồi thì mau đi đi. Tôi biết rồi ạ. Tháng này mẹ không có tiền gửi về cho thằng Út chữa bệnh rồi con ạ. Người ta bảo là công ty không có tiền hỗ trợ dịch cho nhân viên lao công. Thế nhá. Chào cô. Dạ. Sao vừa nãy cô lại nói là công ty không hỗ trợ dịch cho nhân viên lao công ạ? Người ta bảo là công ty không hỗ trợ tiền dịch cho những người không ngồi văn phòng cô ạ. Ai bảo bà như thế? Lúc nãy cô vừa nói với tôi như thế mà. Sao công ty lại không hỗ trợ dịch cho những người không làm văn phòng? Dạ không phải đâu chị ạ, ai cũng được nhận mà. Chính cô cũng nói với tôi như vậy mà cô. Tại sao lại cư xử như vậy với nhân viên của công ty? Em xin lỗi ạ. Lần sau mà còn để xảy ra chuyện này nữa thì em biết mình tự phải làm gì rồi đấy. Tôi cảm ơn cô ạ. Cô ơi, cháu thấy cô đứng đây nãy giờ. Cô muốn ăn bánh ạ? Cháu có mua dư một phần, cô cầm lấy đi ạ. Tôi xin cô ạ. Không có gì đâu ạ. Sao cô lại không ăn ạ? Cô muốn để dành ạ? Tôi để dành cho cháu tôi. Giờ này chắc cháu tôi đang đợi tôi cô ạ. Để cháu đưa cô về ạ. Cảm ơn cô, tôi về được ạ. Không sao đâu ạ, đằng nào cũng là tiện đường mà. Em ơi, bà mang bánh cho con này. Cô thông cảm, bố mẹ cháu mất sớm nên không ai bảo ban. Con ơi, chào cô đi con. Con chào cô ạ. Cô còn một phần bánh nữa này, cô cho con đấy. Thôi cô ơi, cô cứ để cho bạn nhỏ ăn đi ạ. À, con biếu cô một chút tiền để cô trang trải qua mùa dịch ạ. Tôi nhận của cô như thế này là nhiều lắm rồi cô ạ. Coi như là số tiền này con cho bạn nhỏ để mua đồ ăn và để cô cũng thể chi tiêu thêm. Tôi cảm ơn cô ạ. Dạ. Em có làm sao không? Em không sao chị ạ. Chị nhìn sắc mặt em có vẻ xanh xao. Nếu mà mệt quá cứ xin nghỉ mấy ngày cũng được. Có khi là make up lên để giả vờ đấy chị ạ. Em thấy cô ta như thế mấy ngày hôm nay rồi. Công việc thì không hoàn thành, lên công ty thì gục lên gục xuống. Không hiểu cái thái độ làm việc của cô ra làm sao nữa. Em không có ạ. Do dạo này em tính giảm cân nên em nhịn đói. Thời đại nào rồi mà còn nhịn ăn để giảm cân. Em dùng cái này đi. Đây là thảo mộc hỗ trợ cải thiện bóc dáng sen ly. Em kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập khoa học là được. Vậy em cảm ơn chị ạ. Làm việc đi. Chú ơi, chú tìm ai đấy ạ? Tôi đi ship trà sữa. Người ta hẹn tôi mang đến đây mà tôi gọi điện mãi không được. Tôi chờ đây đến cả tiếng đồng hồ rồi. Chỗ trà sữa này
là cả một ngày lương của tôi đấy. Chú cho cháu xem, nếu như là người ở công ty cháu sẽ giao giúp chú ạ. Cháu biết cô gái này, đơn này hết bao nhiêu ạ? Đơn hết 320 cô ạ. Cả ngày hôm nay tôi mới chạy được có 200. Mà bây giờ tôi mà bị bù hàng thì chắc tôi chết hết. Cháu gửi chú ạ. Cảm ơn cô ạ. Tôi tưởng bà đặt trà sữa mà, không xuống lấy à? Tôi đặt xong nhưng mà lại thấy chán quá. Chị Trang. Tâm, trà sữa này là em mua đấy à? Không, cái này không phải là do em mua đâu ạ. Thế số điện thoại này không phải của em à? Có ăn có học đàng hoàng, vậy mà lại bùng hàng của shipper à? Em vừa bán rẻ nhân cách của mình với 320.000 rồi. Chị nghĩ em không còn phù hợp với công ty của chị nữa. Em có thể thôi việc từ ngày hôm nay. Chị ơi. Này chú ơi, chú có ăn đi, chú vào trong chú ngồi ăn. Còn không chú ra chỗ khác bắt khách đi. Chú đứng đây thì ai vào cửa hàng của tôi nữa. Sáng giờ tôi chưa chạy được, tôi không có tiền. Cho tôi đứng đây một lúc tôi ngửi mùi là đủ rồi. Ông đi đi cho tôi nhờ. Chú dừng lại đã. Cậu cứ vào trong làm công việc của mình đi. Chú ơi, cháu mời chú một bữa ăn được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn. Chú cứ ăn từ từ thôi ạ. Tôi chạy xe ôm, sáng giờ chỉ được mấy chục thôi. Tôi dành tiền để mua thuốc cho vợ tôi. Bà nhà tôi bị tai biến nằm một năm nay rồi. Chú cũng lớn tuổi thế này rồi, làm sao có sức để chạy xe ạ? Cháu sẽ gửi tiền ăn ở quán này cho chú. Hàng ngày chú cứ qua đây ăn, rồi mang cả về cho cô nữa ạ. Cảm ơn cô quá. Ông có biết đây là đâu không mà ông dám ngủ ở đây? Tôi xin lỗi cô, thôi tôi đi đây. Này, làm sao tôi biết là ông có lấy trộm gì ở đây không? Nếu mà muốn đi thì đưa tiền đây rồi đi. Tôi không lấy cái gì. Đưa 500.000 đây. Này cô gái, sao cô vô lý thế? Bác ấy chạy xe mệt, chỉ ngủ nhờ trước cửa công ty cô một lúc thôi. Vậy mà cô ăn vạ đòi bác ấy tận 500.000. Chị định trả tiền cho ông ta à? Hay là chị là đồng bọn của ông ta? Tâm, tôi bảo cô đi đón đối tác, sao bây giờ vẫn đứng ở đây? Em định đi đây, nhưng mà lại gặp ông cụ với cả bà chị này lừa đảo. Em giải quyết ngay đây ạ. Đây chính là giám đốc của tập đoàn Kiều Thị. Cô ấy là tổng giám đốc ấy ạ. Vậy bây giờ cô để cho ông cụ đi được chưa? Bác ơi, bác đi đi ạ. Nhân viên ở công ty anh có vẻ kém văn hóa nhỉ? Cô ta đã bị đuổi việc rồi, bây giờ đến đây làm loạn đấy ạ. Anh! Như vậy thì tôi mới yên tâm để bàn hợp đồng được. Cô ăn cơm cùng với con luôn nhá. Ai đây chị? Đây là bố của chị. Em mới đi du học về nên không biết. Em tưởng chị là tổng giám đốc. Tại sao bố của chị lại nhà quê thế này? Bố mẹ chị làm nông ở quê, thế nên cũng không chú ý ăn mặc cho lắm. Làm nông á? Thế có đủ sạch sẽ để mà ngồi vào bàn ăn này không đấy? Ăn mất cả ngon. Tâm, em chú ý lời nói của mình. Đây là bố của chị, em phải tôn trọng đấy. Đây là nhà của anh tôi thích nói gì mà chả được. Vậy thì chị trân trọng thông báo cho em biết, đây là nhà của chị. Chị mua trước khi cưới anh trai em. Tiền em đi du học là chị cho đấy. Con ơi, thôi bố về quê, ở đây con không đủ quá. Không sao đâu bố ạ, bố đã nuôi con lớn như thế này rồi, con không thể để ai xúc phạm bố được. Thôi bố ngồi xuống ăn đi ạ.